Minh Đường Tử Vi hoan hỉ chào đón các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp ngày 21 tháng 10 năm 2021 chi tiết chính xác nhất. Tử vi tuổi Tý. Theo tử vi hôm nay của 12 con giáp cho hay, dưới sự trợ giúp của chính tài, sự cố gắng suốt một thời gian dài của người tuổi Tý đã được cấp trên ghi nhận hôm nay bạn có thể nhận được tiền thưởng còn tương lai bạn sẽ tiến xa hơn trên con đường sự nghiệp trên phương diện tiền bạc lối sống tiết kiệm cũng giúp ích bạn rất nhiều trong thời điểm này trong khi mọi người còn đang vất vả kiếm tiền thì bạn vẫn luôn dư giả thậm chí còn có tiền đầu tư hãy duy trì lâu dài thói quen tốt đẹp này nhé kim sinh thủy cho thấy mối quan hệ giữa con giáp này và người nhà rất hòa hợp hai người luôn thẳng thắn chia sẻ với nhau mỗi khi gặp phải khó khăn hoặc bế tắc để cùng tìm ra cách giải quyết phù hợp tử vi tuổi giáp tý thuộc mệnh kim không nên mưu cầu toan tính làm ăn đầu tư sẽ không có kết quả tình hình ở bên ngoài đã hoàn toàn đổi khác nhận được nhiều tin tức trái ngược nhau đưa đến bán tín bán nghi không nên di chuyển đi không lại về không nói chung là nên ngồi yên để mọi việc xảy ra tự nhiên hao tài về xe cộ máy móc di chuyển dù có tiền cũng phải hao tốn hoặc phải hoàn trả các dịch vụ đáo hạn các việc đã có sự hẹn ước tử vi tuổi bính tý thuộc mệnh thủy Cần xem lại những phương tiện xe cộ, máy móc trước khi sử dụng hoặc di chuyển. Nên đi xa hoặc tiến hành những dự tính của mình có quý nhân giúp đỡ, ngày thuận lợi cho việc gặp gỡ, hẹn hò, đình đám tiệc tùng. Có thân nhân, bè bạn đến hoặc có tin của họ. Ngày có nhiều sự bận rộn về công việc cũng như tình cảm. Tài lộc trung bình. Tử vi tuổi Mậu Tý, thuộc mệnh Hỏa. Mọi việc đều có thể xảy ra dù tốt hay xấu không nên để mình bị lôi cuốn vào những công việc có sự dây dưa rắc rối dính líu đến nhiều người nhiều việc ngày gặp nhiều áp lực bận rộn lo âu sức khỏe không tốt hoặc có tin buồn ngày mong cầu nhiều tin tức để xoay chuyển tình thế nếu là ngày nghỉ và không có việc gì quan trọng thì nên nghỉ ngơi tử vi tuổi canh tí thuộc mệnh thổ mưu sự việc gì cũng không nên để người khác nhúng tay vào hãy tự mình quyết định Đề phòng sự thị phi, khẩu thiệt, kiện cáo, tranh luận không dứt hoặc phải gặp sự khó khăn, trở ngại trong công việc. Ngày có tin tức tốt lành về chuyện tình cảm, thi cử, công danh của mình hoặc của người thân, hoặc có sự gặp gỡ, họp mặt. Có người đi xa, có tiệc vui giải trí, quà tặng. Tử vi tuổi nhâm tý thuộc mệnh mộc. Ngày có nhiều công việc hoặc tin tức đến cần phải lo âu giải quyết. Dù có gặp trắc trở khó khăn đến mấy cũng nên kiên nhẫn không nên bỏ ngang nhất là những việc đã có hứa hẹn. Gặp gỡ, giao thiệp chỉ đưa đến hao tốn, mất thì giờ. Tuy nhiên cũng có tiền bạc, tài lộc. Có sự gặp gỡ bè bạn, người thân hoặc có tin, có cuộc đi ngắn. Tử vi tuổi sửu Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp cho hay, kiếp tài giáng họa, người tuổi sửu dễ vướng vào chuyện tranh chấp với đồng nghiệp trong ngày hôm nay. Bạn quá cứng đầu nên không muốn nghe theo sự sắp xếp cũng như không chịu thỏa hiệp với bất cứ ai. Bạn vốn là người quyết tâm và kiên trì với mục tiêu đã đề ra, tuy nhiên, bạn không nên sống ích kỷ chỉ biết đến cảm xúc của mình. Đôi khi, bạn cần phải quan sát xung quanh và làm theo điều mà phù hợp với số đông nhất. Hôm nay mối quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia không mấy yên ổn. Đã là vợ chồng thì nên chia sẻ thẳng thắn với nhau, đừng giữ mọi chuyện trong lòng vì nghĩ rằng người ấy không hiểu mình, như thế thì khúc mắc sẽ ngày một lớn dần. Tử vi tuổi ất sửu, thuộc mệnh kim không nên quyết định hoặc tiến hành những việc lớn lao gặp sự trắc trở khó khăn bị chơi xấu có người dòm ngó có tin vui nhỏ về chuyện tình cảm tài lộc bình thường có tin xấu về sức khỏe bổn mạng công danh bè bạn nên đề phòng rủi ro khi làm việc di chuyển tử vi tuổi đinh sửu thuộc mệnh thủy nếu công việc tạm thời có sự kết thúc hoặc toan tính bắt tay vào công việc mới cũng nên xem xét lại những gì còn thiếu sót để tu bổ chỉnh đốn hoặc mua sắm thêm không nên vội vã tiến hành hoặc hấp tấp quyết định, mọi việc chưa có sự ngã ngũ rõ ràng, nên chờ đợi. Có tài lộc. Tử vi tuổi kỷ sửu thuộc mệnh hòa. Nếu có sự hoàn tất kết thúc thì phải nên xem xét lại. Việc gì cũng không nên hấp tấp vội vàng dù đã có toan tính, sắp xếp, e có sự thiếu sót, hoặc nhận tin cần phải làm công việc mới. Ngày có sự gặp gỡ bè bạn, thân nhân hoặc có tin của họ. Mọi việc nên từ từ giải quyết, tiến nhanh có hại. Tài lộc dễ hao, hoặc có mà chưa đến phải chi phí trước có quý nhân giúp đỡ tử vi tuổi tân sửu thuộc mệnh thổ ngày thuận lợi cho việc mưu cầu về tình cảm đính ước kết hôn giao thiệp có tin vui hoặc gặp được chuyện vừa ý nhưng ngắn ngủi vì còn nhiều vấn đề ở phía sau cần phải lo toan tuy nhiên đề phòng có người khác xen vào chuyện của mình khiến cho nội bộ lục đục mích lòng hiểu lầm làm sai lạc là ý định mong cầu có tài lộc ngày của sự đến hẹn đến hạn kỳ của các việc cũ tử vi tuổi quý sửu thuộc mệnh mộc mọi việc nên từ từ giải quyết tiến nhanh có hại dù rằng vẫn biết sự việc đang thay đổi biến động nên chú trọng công việc hiện tại tài lộc dễ hao hoặc có mà chưa đến phải chi phí trước đề phòng tiểu nhân hoặc có sự bất đồng ý kiến trong gia đạo công sở nên giới hạn sự giao thiệp gặp gỡ di chuyển đi lại tử vi tuổi dần Thiên quan gây rối, người tuổi dần dễ rơi vào tình huống bất đồng ý kiến với cấp trên của mình. Bạn có thể bảo vệ quan điểm của mình nhưng chú ý cách diễn đạt, đừng để cấp trên cảm thấy rằng bạn là một người không biết điều. Trong ngày hôm nay, bạn cũng có thể trở nên nóng nảy, dễ bị kích động khi nghe thấy lời khích bác của kẻ tiểu nhân. Để giảm bớt rắc rối không cần thiết tốt nhất bạn hãy nên học cách bỏ ngoài tai những lời vô nghĩa. Xem ngày tốt xấu theo trực, hôm nay trực định là ngày làm hầu hết mọi việc đều tốt tránh những việc phá vỡ sự ổn định như hội họp tranh luận cử tướng xuất binh hay chữa bệnh tử vi tuổi giáp dần thuộc mệnh thủy ngày tuổi của buồn mạng không chờ tin mới ý kiến của người khác mà phải tự quyết định tiến hành thay đổi công việc cần làm tình thế đã đổi khác nên theo hoàn cảnh mới tình cảm không tốt ra đạo vui buồn lẫn lộn có tài lộc nhưng dễ hao có người đi xa chỉ nên làm việc lợi lộc sẽ tự đến hoặc thoát được hoàn cảnh khó khăn hiện tại tử vi tuổi bính dần thuộc mệnh hỏa ngày tuổi của buồn mạng không nên tiến hành hay giải quyết những việc lớn không có lợi hoặc có sự bỏ dở phá ngang dù là việc tình cảm vui chơi cũng không như ý có chuyện phiền lòng rủi ro nên tu bổ dọn dẹp sửa chữa hoặc làm những việc đã có dự tính trước tài lộc trung bình tử vi tuổi mậu dần thuộc mệnh thổ ngày tuổi của buồn mạng cẩn trọng việc đi xa di chuyển không nên tiến hành hay giải quyết những việc lớn không có lợi có sự bận rộn về công việc cũng như tiếp thân nhân, bè bạn, tiệc tùng. Dù là việc tình cảm hoặc vui chơi cũng không có sự như ý. Nên tu bổ, sửa chữa, hoặc làm những việc đã có dự tính trước. Tài lộc trung bình. Tử vi tuổi canh dần, thuộc mệnh mộc. Ngày tuổi của bổn mạng. Ngày có nhiều trở lực, khó khăn, hoặc có nhiều tin tức trái ngược nhau khiến phân vân trong việc quyết định. Đề phòng tiểu nhân, hoặc có sự bất đồng ý kiến. Tránh mọi tranh giành có hại đến công danh, tình cảm, nhân nghĩa có tài lộc nhưng dễ hao về di chuyển, việc làm, tình cảm. Tử vi tuổi nhâm dần, thuộc mệnh kim, làm gì cũng phải đề phòng rủi ro tai ương, bất chắc hoặc có những việc xảy ra ngoài dự tính. nên cẩn trọng về bổn mạng khi đi đường, đi xa, sử dụng các vật dụng có liên quan đến lửa điện, xúc vật trong nhà không được tốt. tuy nhiên ngày này thuận lợi cho những người làm các ngành nghề công kỹ nghệ, thầy thuốc, pháp luật. về tình cảm nên có sự hòa giải, nhường nhịn sẽ đem lại điều lợi sự mong cầu về tài lộc còn chậm dễ hao tài tử vi tuổi mão do có tam hội trợ giúp người tuổi mão gặp được nhiều điều thuận lợi trong công việc hôm nay là một ngày may mắn vì vậy bạn nên bắt tay thực hiện ngay những kế hoạch đang ấp ủ chớ để lỡ thời cơ ngoài ra bản mệnh còn có cơ hội gặp gỡ quý nhân và có thể người đó chẳng phải ai xa lạ mà chính là người quen của bạn nhờ có quý nhân chỉ đường dẫn lối theo tử vi ngày này cho thấy bạn sẽ biết mình phải làm những gì cho tương lai tuy nhiên dù công việc bận rộn đến mấy bạn cũng cần chú ý giữ gìn sức khỏe không nên làm việc quá sức hãy có chế độ làm việc và nghỉ ngơi khoa học để luôn có một cơ thể khỏe mạnh tràn đầy năng lượng mỗi ngày tử vi tuổi ất mão thuộc mệnh thủy mọi việc xảy ra sẽ không được như ý mình mong muốn có nhiều sự rủi ro bất chắc rời hẹn sai hẹn không nên nóng nảy, hấp tấp quyết định mà lỡ thời cơ. Nên chờ đợi vào một dịp khác, không mưu cầu chuyện lớn dễ bị gãy ngang hoặc gặp rủi ro, tai nạn. Công việc bị đình đốn, dở dang khó xoay trở, tài lộc còn chậm, dễ hao. Tử vi tuổi đinh mão, thuộc mệnh hỏa. Mọi việc không nên xem thường, cần cẩn trọng vì có nhiều sự việc xảy ra không như ý muốn, dễ gặp rủi ro, hao tán. Ngày có sự đáo hạn, đến hẹn, định kỳ hoặc việc chờ đợi đã lâu nay xuất hiện. Mọi việc khó lòng giải quyết cho xong trong ngày, chuyện vui chơi, giao thiệp nếu có thì cũng không nên đi quá xa không tốt. Ngày có nhiều biến động hoặc có nhiều tin tức. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ. Ngày có nhiều biến động hoặc có nhiều tin tức, có sự hư hại cần phải tu bổ, mua sắm, ngày có sự đáo hạn đến hẹn hoặc việc chờ đợi đã lâu nay xuất hiện. Mọi việc khó lòng giải quyết cho xong trong ngày vì hay có những việc xảy ra bất ngờ làm ngăn trở, chậm chạp. Chuyện vui chơi nếu có thì cũng không nên đi quá xa không tốt. Tử vi tuổi Tân Mão, thuộc mệnh Mộc. Có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn và có sự nhờ và, góp ý. Có sự thay đổi công việc, phương hướng làm ăn cũng như về tình cảm. Thuận lợi cho việc kết thúc công trình, nhận nhiệm vụ mới, đến hạn kỳ. Ngày có đình đám, tiệc tùng, hỷ sự. Tuy nhiên mọi việc không nên tiến xa hơn hoặc kéo dài sẽ có hậu quả không tốt. Tài lộc tốt. Tử vi tuổi quý mão, thuộc mệnh kim. Có cuộc đi ngắn, ngày có sự đáo hạn, đến hẹn, định kỳ, hoặc việc chờ đợi đã lâu nay xuất hiện. Mọi việc khó lòng giải quyết cho xong trong ngày vì hay có những việc xảy ra bất ngờ làm ngăn trở, chậm chạp. Chuyện vui chơi nếu có thì cũng không nên đi quá xa không tốt. Ngày có nhiều biến động hoặc có nhiều tin tức, có sự hư hại cần phải tu bổ, sửa chữa, mua sắm. Có hỷ sự. Tử vi tuổi Thìn. Người tuổi Thìn gặp nhiều rắc rối trong chuyện tình cảm vào ngày hôm nay bạn và nửa kia đều quá nóng nảy nên có những chuyện vốn tưởng như rất nhỏ nhặt lại có thể khiến đôi bên trở nên cáu gắt. Khi xích mích nổ ra, bản mệnh nên đặt mình vào vị trí của người ấy để có thể hạn chế bản thân lỡ lời gây tổn thương cho đối phương. Bạn có biết rằng những lời nói tuy vô hình nhưng lại có lực sát thương rất lớn và lâu dài hay không? Tỷ kiên cho thấy trong lĩnh vực sự nghiệp bạn dễ vướng phải những phi vụ tranh quyền đoạt lợi với đồng nghiệp. Chẳng ai muốn bản thân phải chịu thiệt thòi, nhưng bạn cũng không nên vì thế mà chủ động tổn hại tới người khác. Tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh Hỏa. Ngày có quá nhiều chuyện bận rộn lo âu khi sự việc xảy ra hoặc có tin tức không tốt cho sức khỏe, bổn mạng, công danh, tình cảm hoàn toàn không tốt cho việc khai trương, đi xa, tiến hành công việc. Có tin buồn ở xa của người thân hoặc chỉ gặp những người đem đến những điều bất lợi cho mình. Cẩn trọng khi di chuyển, đi xa, sử dụng xe cổ. Có sự hư hại đồ đạc Tài lộc không tốt. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh thổ, nên cẩn trọng, việc mong cầu ở quá khứ có thể đem lại tin không tốt. Sự việc chờ đợi đã lâu nay xuất hiện và phải giải quyết. Đi xa bất lợi hoặc vì hoàn cảnh bó buộc mà phải tiến hành. Nên cẩn trọng về đi lại, di chuyển, gia đạo bất an, có tin buồn, ngày không nên manh động, liều lĩnh trong mọi chuyện. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh mộc không nên tránh né mà hãy mạnh dạn giải quyết công việc hay tiền bạc thuộc về quá khứ cho bớt đi gánh nặng và để giữ lấy uy tín của mình ngày không nên có sự đương đầu mà cần có sự nhẫn nhịn chờ đợi có người mang tin đến có tin buồn có sự gặp gỡ thân nhân bè bạn cẩn trọng sức khỏe không được tốt đề phòng rủi ro tài lộc trung bình cẩn trọng về lời nói có sự tranh cãi hoặc gặp chuyện phiền muộn tử vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim chỉ nên ngồi yên tại chỗ không nên tính toán di chuyển tìm kiếm sẽ không có kết quả ngày xấu nếu được sự yên bình là điểm tốt ngày gặp những chuyện không đâu nếu có việc làm thì dễ bị nhiều áp lực khó khăn đề phòng có người kích bác hoặc chơi xấu mình gia đạo bất an có tin buồn hoặc tin tức không đến hoặc đến mà không được như ý bị từ chối tử vi tuổi nhâm thìn thuộc mệnh thủy ngày không nên có sự đương đầu mà cần có sự nhẫn nhịn chờ đợi không nên tránh né mà hãy mạnh dạn giải quyết công việc cũ, hay tiền bạc cho bớt đi gánh nặng và để giữ lấy uy tín của mình. Có người mang tin đến, có tin buồn, có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn, sức khỏe không tốt, tài lộc trung bình, cẩn trọng về lời nói có sự tranh cãi hoặc gặp chuyện phiền muộn. Tử vi tuổi Tỵ Người tuổi Tỵ phải chịu nhiều tác động xấu do cục diện tương hại gây ra, vì thế hãy chuẩn bị sẵn sàng tinh thần đối mặt với đủ loại thị phi trốn công sở. Những lời đặt điều sai trái có thể khiến bạn ức chế, thậm chí tổn thương. Cho dù tình huống gặp phải là gì, bạn cũng cần chú ý cách ứng xử của bản thân, đừng để những hành động bốc đồng của mình trở thành bằng chứng để kẻ xấu có cớ lợi dụng. Hãy luôn giữ cho đầu óc tỉnh táo nhé. May mắn là mối quan hệ gia đình của con giáp này rất hài hòa. Nửa kia luôn sẵn sàng lắng nghe tâm sự của bạn, đừng ngại ngần giấu trong lòng, hãy nói chuyện và thảo luận với người ấy để cùng tìm ra cách giải quyết hợp lý. Tử vi tuổi Ất Tỵ, thuộc mệnh Hỏa. Dù tình thế có biến chuyển đến đâu thì cũng nên bình tĩnh không nên hấp tấp giải quyết. Ngày có nhiều tin tức, sự việc đến phải lo, bận rộn. Cần phải bỏ bớt những chuyện không cần thiết và chú ý vào những việc quan trọng hoặc những vấn đề đã được định trước, hẹn trước. Có tin buồn, cẩn trọng khi di chuyển, sử dụng xe cộ máy móc hao tài về mua sắm, tu bổ, sửa chữa. Tử vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ. Không nên vướng vào chuyện tình cảm, vui chơi lâu dài, dễ có sự mích lòng, thiệt thói. Nên tiến hành, giải quyết các công việc đã chờ đợi từ lâu nên dự tính trước. Ngày có nhiều công việc, hoặc thân nhân, bè bạn đến dễ có sự hao tốn mà không có lợi. Có tài lộc hoặc có tin tốt về chuyện làm ăn, giao dịch. Tử vi tuổi kỳ tỵ thuộc mệnh mộc. Nên cẩn trọng trong việc đi lại, sử dụng xe cộ, máy móc. Mọi việc nên khéo léo dùng tình cảm để thuyết phục sẽ có lợi. Có người nhờ mình giúp đỡ hoặc do chính mình tự nguyện bảo bọc. Ngày có nhiều công việc hoặc thân nhân, bè bạn đến dễ có sự hao tốn hoặc phải chi phí cho những công việc định kỳ, giao thiệp. Nhưng vẫn có tài lộc hoặc có tin tốt về làm ăn cho tương lai. Tử vi tuổi Tân Tỵ, thuộc mệnh Kim. Ngày chỉ nên giải quyết những công việc đã có sự đáo hạn, đến hẹn, đính ước định kỳ, giao kết nếu có lời mời hồn hạp hoặc dự định ở trong tương lai thì không nên quyết định nhanh chóng mọi việc chưa có thời cơ thuận lợi, hoặc chỉ nên nhận tiền nhưng cần phải bàn thảo thêm. Có sự hao tốn về mua sắm, tu bổ, sửa chữa. Nhà có khách đến, có tiệc nhỏ, có tài lộc. Tử vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy. Không nên nặng về tình cảm mà hãy lo cho công việc trước, chớ hài lòng với những gì đã có trong hiện tại mà hãy nên cố gắng thêm sẽ có kết quả tốt hơn. Có người nhờ mình giúp đỡ, hoặc do chính mình tự nguyện bảo bọc. Ngày có nhiều công việc, hoặc thân nhân, bè bạn đến dễ có sự hao tốn nhưng vẫn có tài lộc hoặc có tin tốt về làm ăn cho tương lai. Tài lộc tốt nhưng dễ hao. Tử vi tuổi ngọ. Tam hợp đem tới nhiều ảnh hưởng tốt cho tinh thần của người tuổi ngọ, giúp bạn luôn nhiệt tình và hăng hái trong mọi việc. Bản mệnh sẵn sàng bắt tay vào thực hiện bất cứ nhiệm vụ gì được giao, dù công việc ấy bạn chưa từng tiếp xúc tuy nhiên bạn cần phân biệt rõ sự nhiệt tình và nóng vội hãy suy nghĩ kỹ càng mọi phương diện trước khi đưa ra kết luận hoặc quyết định cuối cùng thêm vào đó bạn cũng cần rèn luyện tính kiên trì để không rơi vào cảnh cả thèm chóng chán hôm nay những người độc thân có nhân duyên rất tốt với người khác giới bản mệnh có cơ hội gặp người phù hợp với mình một cách tình cờ và hai người ngay lập tức có hào cảm với đối phương tử vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim Ngày có sự hao tốn về tiệc tùng, mua sắm, gặp gỡ, hò hẹn. Cầu về công việc thì hay gặp sự trắc trở, nội bộ có nhiều mâu thuẫn, trái ý nhau một cách ngấm ngầm. Đề phòng chuyện thị phi, khẩu thiệt, ngày chỉ có những tin đem đến không có lợi, tài lộc kém, hoặc vào nhanh ra nhanh, nên hết sức cẩn trọng khi đi lại, di chuyển, sử dụng xe cộ, máy móc. Nhà có người đau ốm, có chuyện buồn hoặc xúc vật bị bệnh tật tai nạn. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh Thủy ngày có sự buôn ba vất vả và có nhiều sự kiện tin tức đến cần phải lo toan mọi việc không nên toan tính hoặc tin tưởng vào kinh nghiệm của mình sự việc sẽ xảy ra hoàn toàn khác mà lại không tốt hoặc có người thời thế gây áp lực không thuận lợi mọi việc hãy để tự nhiên có tin xấu cẩn trọng trong việc đi xa sử dụng xe cộ tử vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hòa hãy cố gắng giải quyết công việc hiện tại cho nhẹ bớt gánh nặng vì còn nhiều việc khác ở phía sau nên chú ý đến những công việc cũ đang bỏ dở có tin xa hoặc có sự gặp gỡ, có tin xấu, cẩn trọng trong việc đi xa, sử dụng phương tiện xe cổ. Tuy nhiên việc mong cầu về tài lộc cũng có kết quả hoặc được người giúp đỡ, có tin vui. Tử vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ. Nếu thấy có lợi thì nên dừng bước không nên tiến thêm. Trong ngày sẽ còn có nhiều chuyện bất lợi xảy đến, cẩn trọng trong việc di chuyển, đi xa, sử dụng máy móc xe cổ. Không nên tin tưởng quá đáng vào tin tức, lời hứa, ước hẹn. Tài lộc vào nhanh ra nhanh có tin xa, ngày có sự gặp gỡ bè bạn, thân nhân, có tiệc vui nhỏ, giải trí. Tử vi tuổi nhâm ngọ, thuộc mệnh mộc. Việc gì nếu đã thấy có lợi thì không nên tiến thêm. Chỉ nên hoàn tất những công việc còn sót lại ở quá khứ hoặc đã có sự hứa hẹn, dự tính. Nên giữ mối giao hảo cho thận thảo. Có tin tức ở xa hoặc có sự gặp gỡ. Cẩn trọng trong việc đi xa, sử dụng phương tiện xe cộ nhất là vào cuối ngày, hoặc gặp chuyện không hay. Tử vi tuổi mùi. Người tuổi mùi dễ gặp phải đào hoa giữ trong ngày hôm nay. Vì vậy, hãy luôn chú ý và giữ khoảng cách với những đối tượng khác giới có ý định tiếp cận mình, tránh để bản thân xa ngã vì ham vui. Đặc biệt, với những người đã lập gia đình, bạn càng cần phải biết giữ mình trong mối quan hệ với người khác giới khác. Trước khi làm việc gì, hãy nghĩ đến người thân, đừng để hành động tội lỗi và những lời bàn ra tán vào gây tổn thương những người thân thiết nhất với mình. Trong công việc kiếp tài cho thấy dù bản mệnh là người thẳng thắn, nhiệt tình nhưng đôi khi bạn trở nên bốc đồng, nóng vội, thậm chí là hành động mù quáng. Nếu không sửa đổi mặt tính cách này, bạn khó nhận được sự đánh giá cao của cấp trên. Tử vi tuổi Ất Mùi, thuộc mệnh Kim. Ngày có sự hội ngộ tiệc tùng, tu bổ, sắp xếp lại công việc hoặc có tin tức ở nơi xa. Không nên bày vẽ thêm sẽ không có kết quả. Mọi việc chỉ nên giới hạn khi cần thiết. Tài lộc dễ hao, có người đi xa, gặp lại người xưa ngày có sự đáo hạn đến hẹn định kỳ cần phải giải quyết tử vi tuổi đinh mùi thuộc mệnh thủy mọi việc không nên xem thường vì tình thế có nhiều biến chuyển bất ngờ hoặc gặp nhiều áp lực lấy sự an toàn làm điều chính đề phòng rủi ro cần tránh mọi sự tranh cãi thị phi sẽ đem đến nhiều sự mích lòng và công việc cũng không giải quyết được mọi việc đều phải chậm rãi đề phòng rủi ro về đi lại di chuyển tử vi tuổi kỳ mùi thuộc mệnh hỏa nếu toan tính đến chuyện tình cảm thì không nên tiến nhanh vì chưa phải là đúng thời cơ tuy nhiên cũng nên bày tỏ ý định của mình một cách khéo léo có thể có sự dòm ngó của người khác hoặc có người muốn nhúng tay vào chuyện của mình mọi việc chưa phải là kết thúc nên cẩn trọng về lời nói có tin xấu về đi lại di chuyển xe cộ đề phòng rủi ro về chuyện này tử vi tuổi tân mùi thuộc mệnh thổ nên có sự thay đổi hoàn cảnh hiện tại hoặc cần phải tu bổ sửa chữa mua sắm những việc cần thiết nên di chuyển hoặc nhắn tin người mình cần gặp tài lộc có sự trắc trở hoặc có thêm điều kiện mới có tuy nhiên cũng có quý nhân giúp đỡ sự thỏa thuận nặng về tình cảm uy tín hơn là vật chất tiền bạc nếu có tài lộc thì không nên tiến thêm sẽ gặp điều không hay ngày có sự đáo hạn đến hẹn định kỳ hoặc có công việc mới tử vi tuổi quý mùi thuộc mệnh mộc nếu toan tính đến chuyện tình cảm thì không nên tiến nhanh vì chưa phải là đúng thời cơ tuy nhiên cũng nên bày tỏ ý định của mình một cách khéo léo có thể có sự dòm ngó của người khác hoặc có người muốn nhúng tay vào chuyện của mình. Mọi việc chưa phải là kết thúc, nên cẩn trọng về lời nói. Nên đi xa, di chuyển, gặp gỡ. Tử vi tuổi thân. Dần thân tương xung báo hiệu một ngày làm việc vất vả với người tuổi thân. Dù kết quả đạt được chưa chắc đã như mong muốn, nhưng bạn cũng đừng quá bi quan hay chán nản. Hãy coi như đây là cơ hội để rèn luyện bản thân. Trong chuyện tình cảm, con giáp này cũng cần phải quan tâm đến nửa kia của mình hơn chứ không nên dành quá nhiều thời gian cho bản thân. Hãy nhanh chóng lên kế hoạch hâm nóng cảm xúc cho đôi bên nếu không muốn tình cảm giữa cả hai trở nên lạnh nhạt. Nếu có ý định đi xa trong ngày hôm nay thì bản mệnh nên đi về hướng Tây để gặp tài thần hoặc hướng Nam để gặp hỷ thần. Đây là hai hướng sẽ mang lại nhiều may mắn, giúp công việc của bạn thêm phần thuận lợi. Tử vi tuổi giáp thân, thuộc mệnh thủy. Ngày không tốt, không nên mưu cầu hoặc giải quyết ngay các công việc quan trọng ngày có nhiều tin tức xấu hoặc bặt tin nên dự tính cho mình đường hướng khác trong việc gặp gỡ bàn thảo dễ gây ra chuyện xích mích lôi thôi chơi xấu tài lộc dễ hao có hạn đi xa tử vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa. ngày xung của buồn mạng trong việc giao thiệp qua lại giữa mình và người khác nên có sự dè dặt có sự trái ý hiểu lầm bất mãn ngấm ngầm có cuộc đi ngắn hoặc gặp việc cần phải giải quyết ngày có nhiều điều không an tâm có tin buồn nên tìm gặp quý nhân hoặc bè bạn cho biết ý kiến và giúp đỡ tử vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ ngày xung của buồn mạng dù công việc có gấp gáp hoặc thuận lợi đến đâu cũng không nên hấp tấp vội vàng dễ gặp trở ngại rắc rối hoặc có tin buồn không được như ý nên tìm gặp quý nhân hoặc bè bạn cho biết ý kiến và giúp đỡ tâm tình bất an đi xa di chuyển gặp trở ngại chút ít tử vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc ngày xung của buồn mạng Ngày có rất nhiều biến động, biến chuyển trong công danh, tình cảm, tài lộc khiến mình phải rất bận rộn để giải quyết. Tin tức tốt xấu lẫn lộn. Nên tìm gặp quý nhân là người khác phái sẽ giúp được cho mình. Nên cẩn trọng đề phòng trong việc di chuyển, đi lại, sử dụng xe cộ máy móc, có rủi ro. Không nên bày vẽ thêm sẽ gặp rắc rối. Tử vi tuổi nhâm thân, thuộc mệnh kim. Ngày xung của buồn mạng. Dù công việc có gấp gáp hoặc chắc trở đến đâu cũng không nên hấp tấp, vội vàng, dễ gặp trở ngại rắc rối hoặc có tin buồn không được như ý nên tìm gặp quý nhân hoặc bè bạn cho biết ý kiến và giúp đỡ. Tâm tình bất an, đi xa, di chuyển bất lợi. Tử vi tuổi dậu. Người tuổi dậu dễ suy nghĩ bi quan dưới tác động tiêu cực của thương quan, thậm chí bạn còn có suy nghĩ bỏ cuộc vì áp lực công việc quá nặng nề. Tuy nhiên, nếu hành động nông nổi thì sau này bạn sẽ phải hối tiếc đấy nếu quan hệ giữa bạn và cấp trên chưa được tốt thì trước hết bạn cần tự đánh giá bản thân xem sao có thể chính cách hành xử nóng nảy của bạn là nguyên nhân khiến bạn bị mất điểm đừng vội đổ lỗi cho người khác khi chưa xem lại mình nếu gặp khó khăn thì bạn không nên giấu tất cả suy nghĩ vào trong lòng như vậy chỉ càng khiến bạn cảm thấy nặng nề hơn mà thôi hãy tâm sự với nửa kia hoặc với những người mà bạn luôn tin cậy tử vi tuổi ất dậu thuộc mệnh thủy có nhiều bối rối hoặc có những sự kiện dồn dập khiến mình phải giải quyết vừa về công việc vừa có thân nhân bạn bè đến có tin về rủi ro tai nạn bệnh tật hoặc gặp sự trắc trở của người thân nhưng cũng liên quan đến mình chuyện bàn luận coi chừng lạc đề tử vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa việc gì cũng không nên đi quá giới hạn của nó dễ đem đến phiền lòng bất lợi rủi ro không nên háo thắng nếu có sự chậm trễ hoặc không có phương hướng giải quyết thì để dành vào một ngày khác cũng không nên tin vào sự hứa hẹn về công việc bằng tình cảm tài lộc trung bình tử vi tuổi kỷ dậu thuộc mệnh thổ dù làm công việc gì cũng nên chờ đợi hoặc hỏi ý kiến của người trên quý nhân của mình ngày có khách bè bạn hoặc thân nhân đến đem lại chuyện vui nhưng có tin buồn về tai nạn rủi ro bệnh tật chính bản thân cũng nên cẩn trọng về việc này tài lộc vào nhanh ra nhanh hoặc phải tiêu hao cho những việc cần thiết đề phòng trong việc đi lại di chuyển tử vi tuổi tân dậu thuộc mệnh mộc có quý nhân hoặc có cơ hội đem đến lợi lộc cho mình, nhưng cũng không nên mừng vội vì phải có sự trả giá, có điều kiện nên suy nghĩ kỹ trước khi hành động. Có sự thực hiện những gì đã có dự tính trước, hẹn ước đến hạn kỳ hoặc ngày mở ra công việc mới, tình cảm mới. Nếu có tài lộc thì cũng phải chi dụng vào những công việc trên hoặc phải có sự chia sẻ. Tử vi tuổi Quý Dậu, thuộc mệnh Kim. Dù làm công việc gì cũng nên chờ đợi hoặc hỏi ý kiến của người trên, quý nhân của mình. Ngày có khách bè bạn hoặc thân nhân đến đem lại chuyện vui, nhưng có tin buồn về tai nạn, rủi ro, bệnh tật nếu không như vậy thì gia đạo có chuyện tu bổ, chỉnh đốn, sửa chữa. Tài lộc vào nhanh ra nhanh, hoặc phải tiêu hao cho những việc cần thiết. Tử vi tuổi Tuất. Tỷ kiên gây rối, người tuổi Tuất dễ vướng phải những tranh chấp với bạn bè hoặc đồng nghiệp. Bạn cần phải giữ vững lập trường của mình, không để những lời đồn thổi hoặc tiền tài che mờ mắt trước khi đưa ra bất cứ phán xét nào bạn nên chú ý quan sát và lắng nghe đa chiều bởi những điều bạn trông thấy tận mắt hoặc nghe đồn chưa chắc đã sự thật đừng giữ suy nghĩ võ đoán rồi hành động sai lầm một cuộc tranh cãi này lửa có thể xảy ra giữa bản mệnh và nửa kia trong ngày hôm nay dù có nóng nảy đến mấy thì cũng hãy đặt mình vào vị trí của người ấy biết suy nghĩ cho người ấy đừng nói ra những lời tổn thương lòng người tử vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa ngày không tốt công việc dễ bị phá ngang hoặc đứng chừng do tin tức hoặc hoàn cảnh xảy ra trái ngược tin tức xấu có sự hư hại về vật chất nên thanh toán những việc xưa cũ cho êm đẹp đề phòng tiểu nhân tử vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ có nhiều biến chuyển thay đổi nhanh chóng và bất ngờ trong ngày mọi việc đều nên tỉnh táo và dựa vào thực tế hơn là sự tính toán của mình sẽ gặp điều không hay hãy hết sức thận trọng ngay cả vấn đề đi lại di chuyển cũng nên cẩn trọng ngày có sự đáo hạn định kỳ đến hẹn cần phải giải quyết có tin buồn sức khỏe không tốt tử vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc mọi việc đều nên tỉnh táo và dựa vào thực tế hơn là sự tính toán của mình sẽ gặp điều không hay cho nên hãy để mọi việc xảy ra tự nhiên đến như thế nào thì hành động như thế đó nếu có tin xấu hoặc sự việc có sự trở ngại thì cũng không nên để bị lôi cuốn hãy chờ một dịp khác tử vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim làm gì cũng phải đề phòng rủi ro, tai ương, bất chắc, hoặc có những việc xảy ra ngoài dự tính. Nên cẩn trọng về bổn mạng khi đi đường, đi xa, sử dụng các vật dụng có liên quan đến lửa, điện. Xúc vật trong nhà không được tốt. Tuy nhiên ngày này thuận lợi cho những người làm các ngành nghề công kỹ nghệ, thầy thuốc, pháp luật. Về tình cảm nên có sự hòa giải, nhường nhịn sẽ đem lại điều lợi. Sự mong cầu về tài lộc còn chậm, dễ hao tài. Tử vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy mọi việc nên tỉnh táo và dựa vào thực tế hơn là sự tính toán của mình sẽ gặp điều không hay cho nên hãy để mọi việc xảy ra tự nhiên đến như thế nào thì hành động như thế đó nếu có tin xấu hoặc sự việc có sự trở ngại vấp váp thì cũng không nên để bị lôi cuốn hãy chờ một dịp khác tử vi tuổi hợi nhị hợp giúp người tuổi hợi dễ dàng tạo thiện cảm với người khác ngay từ những lần tiếp xúc đầu tiên nếu may mắn bạn sẽ gặp được quý nhân trong ngày hôm nay và quý nhân sẽ đưa ra cho bạn những lời khuyên hữu ích một khi bắt tay vào làm công việc gì dù lớn hay nhỏ bản mệnh luôn rất nghiêm túc và chăm chỉ hẳn cấp trên đã nhìn thấy và đánh giá rất cao sự quyết tâm của bạn đồng thời có kế hoạch cất nhắc bạn trong tương lai kim sinh thủy mối quan hệ giữa bản mệnh với các thành viên trong gia đình vô cùng hòa hợp mọi người thường xuyên trò chuyện và tâm sự với nhau mỗi khi gặp khó khăn bạn tin tưởng rằng người nhà luôn ủng hộ mình Tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh Hỏa. Công việc dễ bị bỏ dở, bỏ ngang do có sự kiện khác xảy ra, hoặc có cuộc gặp gỡ ngắn hạn vừa về công việc vừa về vui chơi, tình cảm. Có tài lộc nhưng dễ hao tốn, không nên bàn chuyện người hoặc nhúng tay vào công việc của người khác. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh Thổ. Nên cẩn trọng trong mọi việc, dễ có sự hao tốn hoặc cực nhọc, chắc trở đưa đến hao tán. Tuy nhiên vẫn có tài lộc, có quý nhân giúp đỡ. Sức khỏe không tốt, chuyện vui cũng không vừa ý. Ngày có nhiều sự thay đổi không giống như mình suy nghĩ. Nên xem xét, tu bổ, sửa chữa, chỉnh đốn lại những công việc cũ. Tử vi tuổi kỷ hợi, thuộc mệnh mộc. Nên cẩn trọng trong mọi việc. Dễ có sự hao tốn hoặc cực nhọc, chắc trở đưa đến hao tán. Sức khỏe không tốt, chuyện vui cũng không vừa ý. Ngày có nhiều sự thay đổi không giống như mình suy nghĩ. Nên xem xét, tu bổ, sửa chữa, chỉnh đốn lại những công việc cũ. Sự mong cầu về tiền bạc còn chậm, khó khăn không nên để người khác nhúng vào chuyện của mình nên cẩn trọng khi sử dụng đồ đạc phương tiện di chuyển tử vi tuổi tân hợi thuộc mệnh kim nếu có tiền bạc tài lộc thì cũng phải chi phí trong chuyện giao thiệp đi lại chuyện tình cảm đến đâu cũng không được trọn vẹn vì có những công việc cần thiết phải làm công việc có gặp sự trở ngại gia đạo có tin buồn hoặc có nhiều chuyện lo âu về sức khỏe buồn mạng công danh của mình người thân có người giúp đỡ mình trong việc hoàn trả hoặc chi phí cần thiết Tử vi tuổi quý hợi, thuộc mệnh thủy. Làm việc gì cũng phải có sức chịu đựng mới có kết quả. Nên cẩn trọng trong mọi việc. Dễ có sự hao tốn hoặc cực nhọc, chắc trở đưa đến hao tán. Sức khỏe không tốt, có tin buồn, chuyện vui cũng không vừa ý. Ngày có nhiều sự thay đổi không giống như mình suy nghĩ. Nên xem xét tu bổ, sửa chữa, chỉnh đốn lại những công việc cũ. Sự mong cầu về tiền bạc còn chậm, khó khăn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video xin chào và hẹn gặp lại